Đây là một bé mèo Anh lông ngắn mà nhà hàng xóm không muốn nuôi nữa. Hôm mới chuyển đến, định qua chào hỏi làm quen thì thấy họ đuổi bé mèo ra ngoài. Ban đầu em tưởng họ đùa thôi. Nhưng đến hôm sau, lúc xuống dưới mua nước thì thấy một bé mèo, người thấp lùn mập ú, nhận ra ngay là bé mèo nhà hàng xóm. Thế là em dẫn bé lên gặp họ. Chị không nuôi bé này thật hả? Ừ, không nuôi nữa. Sao chị lại nhiều chuyện thế, thở dài. Thôi về nhà với chị nhé mẹ. Ai ngờ mèo này tính cách có phần khó chiều, vừa đến nhà đã đánh các bé mèo có sẵn của em, gặp đầu đánh nó. Sau đó em phát hiện bé rụng lông nhiều lắm, hay ngồi co ro như gà mái ấp, hay nôn búi lông với thích liếm túi ni lông. Em vội đưa đi khám thì mới biết trong bụng toàn búi lông. Định trả lại cho chủ cũ nhưng họ đã dọn đi mất rồi, đành phải cắn răng nuôi thôi. May có bạn làm ở Nota Pet Việt Nam giới thiệu cho loại thức ăn viên sushi mix thịt gà đông khô hỗ trợ rụng lông này. Cho ăn vài hôm, không ngờ bé đã thải được hết búi lông trong bụng ra ngoài, là đi vệ sinh ra chứ không phải nôn ra đâu nha. Nhìn bé bây giờ này, chảy lông cũng không rụng nhiều nữa. Hóa ra trong thức ăn này có chứa sợi thông và dầu cá, rất tốt cho việc xử lý búi lông và dưỡng lông cho mèo. Sợ các bé kén ăn nên họ còn làm dạng miếng to với thịt gà làm nền, mèo nhà em lần đầu ăn mà tranh nhau luôn. Đúng lúc mùa thay lông, bé mèo nào rụng lông nhiều hoặc có búi lông trong bụng đều có thể dùng thử hạ.